Thưa quý vị, như thường lệ bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục Bạn có biết. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm chợ nổi là nét văn hóa đặc trưng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi nhắc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long thì người ta ấn tượng với hệ thống kênh rạch sông ngòi rất là chằng chịt và thuận tiện cho việc mua bán hoặc là trao đổi hàng hóa. Đúng vậy, bởi vì Hà Trinh nghĩ là khi mà nhắc đến chợ ở miền Tây thì người ta nhớ ngay đến chợ nổi thôi. Đúng rồi. Nơi mà giao nhau giữa các dòng chảy và có rất là nhiều những cái thuyền bè qua lại giao thương. Chẳng hạn như là chợ nổi Phụng Hiệp ở Hậu Giang nè, rồi chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, rồi còn có chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ nữa chứ. Chợ nổi ngoài cái việc là đầu mối giao thương quan trọng của đường thủy, nơi đây còn tập trung rất là nhiều sản vật từ các nhà vườn Nam Bộ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm chợ nổi An Giang và chợ nổi Cần Thơ. Nói về An Giang thì phải nói đến chợ nổi Long Xuyên, cách thành phố Long Xuyên khoảng 2 km thưa quý vị. Ở đây thì có bán rất là nhiều các loại nông sản nè, các loại trái cây miệt vườn, dừa, đu đủ xoài, bí rợ, cà phê gì đủ hết luôn. Đặc biệt là du khách đến đây sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân trên miền sông nước, bởi vì chợ nổi ở vùng Long Xuyên được bày bán cả ngày luôn. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ ghé thăm một chợ nổi rất là nổi tiếng ở Cần Thơ, đó là chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng thì nằm cách thành phố Cần Thơ khoảng 6 km. Đây là một trong những khu chợ nổi tiếng và lớn nhất vùng Tây Nam Bộ. Vào những ngày gần Tết, đây là khoảng thời gian mà chợ nổi Cái Răng rất là nhộn nhịp, gần như là họp chợ suốt ngày. Đến với chợ nổi Cái Răng thì quý khách sẽ có thể là ấn tượng với dịch vụ ăn uống phong phú đậm chất Nam Bộ. Tại đây người ta treo gì bán nấy, tức là người ta sẽ treo cái vật người ta bán trên cây sào gọi là cây bẹo. Và du khách có thể nhìn thấy từ xa mà biết là ở đó bán gì. Đúng là một nét văn hóa rất độc đáo. Và nếu như chúng ta có dịp về miền Tây Nam Bộ, quý vị đừng quên một lần trải nghiệm cảm giác mua sắm trên chợ nổi quý vị nha.